chào tất cả các bạn. Mình, ba anh em mình đã quay trở lại với những món đồ để review đồ chơi cho các bạn nè. Bây giờ ấy, mình, Thọ và mình sẽ giới thiệu về món đồ chơi này. Món đồ chơi này là món đồ chơi luồn lầm những cái dây qua những cái món đồ trong hộp này. Thì trong này có rất là nhiều món đồ nha bạn. Đó. Thì bây giờ mình, Thọ, Minh và mình sẽ cùng nhau giới thiệu từng chi tiết trong cái hộp này nha các bạn. Bây giờ mình mở ra nha. À, quên mất. Cái thứ múa mình mở được không nhỉ? Nào, mấy đứa cùng nhau mở nào. Cô bé đang chơi cái trò này đó, mình có thể cho các bạn nhìn thật đó. Cô bé này đã có được cái hộp này nha, chắc chắn là đã mua từ mình đi rồi. Ok, thì bên trong nó thì sẽ có tầm mấy cái dây đây, 4 cái dây. Ok, thì nào anh cho hỏi mình có cái dây màu gì? Anh có 2 cái dây màu đỏ và 2 cái dây màu xanh. Tôi có dây này đây, 2 cái dây màu đỏ, 2 cái dây màu xanh cho các bạn ạ. Còn riêng Thỏ có 2 cái dây màu xanh lá cây và 2 cái dây màu đỏ. Ok, thì hướng dẫn cách chơi là các bạn sẽ lấy những cái dây này đấy, mình thích màu xanh nước biển nên mình sẽ lấy. Ok, thì đây các bạn như các bạn thấy ở đây có một con cún này, và nó có rất là nhiều thứ khác nhau như là xe cộ này, động vật này, và đồ ăn này đấy, nói chung là rất là nhiều ô tô và các con số đấy. Và trong này thì bạn Minh thì đã thích có một cái gì cả. À đây, Thỏ Thỏ có quyển sách đây. Và bạn Minh thì chỉ có mấy cái hình này thôi, và hình như là cộng trừ nhân chia các bạn ạ, và dấu F. Còn mình có các con vật này, các cái xe và các món đồ ăn đầy để mình show cho các bạn luôn. Đấy. Okay. Còn mình thì chỉ có những thứ như là cộng trừ nhân chia. Đây là cộng nhân này các bạn, chứ không phải x đây nha các bạn. Còn đây là x. Ok, tiếp theo đến của bạn Thỏ thì bạn Thỏ có rất là nhiệt, đó chính là vẫn có những con số này, nhưng mà lần này các con số sẽ cùng với lời dây hơn, sẽ có chữ, các con chữ và số nha các bạn. Đó, riêng mình là đặc biệt nhất luôn các bạn ạ. Ok, bây giờ mấy đứa chúng ta cùng nhau luồn dây và bố hướng dẫn Thỏ và Minh nào. Bốp đâu? Thỏ, à. Thỏ Minh đâu? Tập trung vào nào. Thỏ Minh ơi, sao anh bố hướng dẫn cách chơi nào? Mấy cái dây của mình không? Đấy, bây giờ mình được chọn một những món đồ của mình. Nào, cái nào mình lấy? Anh thì em sẽ lấy anh thích cà rốt. Đấy, thì bây giờ anh sẽ xuyên qua cái này. Tôi sẽ chịu em đây. Thì các bạn có thể dùng những củ cà rốt này làm như là các món đồ các bạn thích, như là mình thì mình thích cà rốt, thế nên là mình sẽ dùng cà rốt. Mình thích số 3 nhỉ. Và tiếp theo món đồ ăn tiếp theo của bạn là táo, thì bạn sẽ cho táo vào đây. Đấy, mình thì mình thích ăn cà rốt hơn là cả táo. Đây, để chút để mình luôn qua dùng cái dây nhẹ. Đó, giống như cái dây vòng. Hơi khó nha các bạn, nhưng không sao cả. Bạn chỉ cố gắng nhét vào. Ok, xong được rồi. Mình nhét được 3 số rồi. Ừ, bạn mình đã nhét được rất là nhiều thứ nha các bạn. Dù các bạn chỉ có 2. Đây, bạn bốp phải dùng cái đầu này này. Cái đầu này cũng đầu này để nhét cho dễ này. Đầu này gì? Đấy, dây của dây của bạn bốp là không có cái đầu này. Đâu vậy? Đấy, đúng rồi, đầu đấy nhét dễ đúng không? Đúng không? Chuẩn chưa? Sau đó anh bạn sẽ... Đúng rồi. Bỏ tiếp này. Nó giả hơn nhiều đúng không? Đây. Em Thỏ nhét bạn... nào, em Thỏ nhét hình nào nào.
Sao thỏ nhét đằng kia là chưa đúng rồi. Cái dây cái đấy. Cái gì thì các bạn cho đấy. Thỏ phải nhét đâu này bạn này. Đây là mình đã được 3 quả này. Đấy. Và mình lại có thêm một cái đi màu đỏ nữa. Thì mình sẽ thích xe cộ đi. Ví dụ như mình thích xe taxi, mình sẽ cho xe taxi vào đây. Đấy, rồi sau đó thì mình sẽ treo cho nó đẹp nha các bạn. Treo cho nó đẹp. Đấy, mình sẽ cho 3 thứ. Chứ mình không thích cho nhiều. Mình đi cho 4 thứ rồi. Đó, bạn mình cho 4 thứ nha các bạn. Tiếp theo là các bạn có thể, các bạn có thể là số của bạn là bao nhiêu thì các bạn có thể luồn qua đây. Ví dụ như số của mình là số 10 là mình không phải số này. Số của mình là số số bây giờ chúng có ý tưởng như này nhá. Bây giờ mỗi hộp thì có đều có những cái gì nhỉ? Có số này, có chữ này, có hoa quả đúng không? Bây giờ bây giờ em thỏ có cái khác nhau mà, số hộp có cái khác nhau à, chứ không phải cùng loại à? Vâng. Và cuối cùng thì mình sẽ có động vật. Mình rất là thích động vật. Mình rất là thích động vật. Bây giờ anh Bốp chỉ xiên động vật từng nha. Anh Bốp chỉ thích động vật xiên thôi. Em Minh bây giờ em Minh Bốp có nghĩ ra một ý kiến như thế này. Như nào? Đó chính là mỗi bạn sẽ có một cái dây. Và các bạn thích con số Minh và Thỏ thích con số hay là chữ thì các em sẽ luồn hết luồn được cái đấy. Ai nhanh hơn. Còn bây giờ mình đổ ra đi, mình đổ ra đi lại nào, đây nào. Thỏ đổ ra nào, thỏ đổ ra hết nào thỏ. Ừ. Nào, mình đổ vào nào, mình đổ hết đồ ra nào. Bắt đầu xếp lại từ đầu nào. Nào, bỏ hết rồi đây. Không, thỏ kéo từ đằng dưới, đừng kéo hết thế. Lấy dây mới, cho lấy dây mới, dây một khác đi. Ừ, đây. Ừ, mỗi đứa một chọn một màu dây, mình cho thích màu gì? Đỏ, màu xanh, màu ok. Thế mà con trai là màu xanh, còn con gái màu đỏ. Còn gì đó ngoài. Ừ, thỏ màu đỏ nha. Con trai, con gái. Ừ, thế thì cho Minh màu xanh lá cây đi. À, màu xanh, thỏ màu xanh lá cây thì Minh màu đỏ đi. Ba đứa khác màu. Đây, anh cho. Đây. Bây giờ nha, bạn đứa bắt đầu thi nhá. Bây giờ Minh sẽ chọn con số. Hay là chữ? Minh chọn số hay chữ? Số. Đúng rồi, thì bây giờ Minh. Thì cứ để vào đây. Để đây nhá, mình sẽ phải chọn con số để sâu. Hiểu chưa? Đã hiểu chưa? Mình đã hiểu trò chơi chưa? Bốp sẽ chọn động vật nhá. Bốp có những cái gì? Bốp chọn động vật hay chọn gì? Thỏ sẽ chọn chữ nhá. Không được sâu số nghe chưa? Con chọn số. Số hay chữ? Số. Được rồi, chọn số. Thì mình còn phải chọn đúng số nhá. Đâu số đâu nhất, chúng xem số nào. Đấy không phải số, đây là chữ. Đây là chữ, đây là số, đây là số. Con phải chọn đúng số nhá. Chọn số đúng không? Nào, bắt đầu sâu nào. Nào, bốp chọn động vật nào. Minh sâu số đúng không? Chọn số nhá, chỉ được chọn số thôi. Nếu mà sâu chữ là sai là trừ điểm. Sai một cái là trừ một điểm. Sâu 10 cái nhá, tất cả sâu 10 hình. Sâu 10 hình, mỗi người sâu 10 hình. Đúng rồi, sâu 10 hình. Bốp nhé, ai sâu xong, ai sâu xong đầu tiên nào. Mỗi người sâu 10 hình thôi. Bốp chú ý xem bao nhiêu hình nhá. Nào. Mỗi người sâu đúng 10 hình. Mỗi hình tương đương với 1 điểm. Ai mà sâu sai là chú trừ 1 điểm đấy. Không còn số 8, số là được. 9. Mình chỉ cần chọn số thôi. Ok, anh Bốp sâu xong rồi này, 10 hình rồi này. Hay là bốp 15 hình. Được, anh Bốp lớn hơn thì sâu 15 hình. 2, 4, anh Bốp sâu gấp đôi đi, anh Bốp lớn tuổi hơn thì sâu gấp đôi đi. Sâu 20 hình đi. Mình với Thỏ mỗi người sâu 10 hình thôi. Nhưng mà sâu không đủ, có thể 2 cái mà đã có
sâu hết, sâu hết hộp là được. Trong hộp có động vật nào? Bố sâu hết là được. Con có số 5. Minh sâu được mấy hình rồi? 6 hình à? Còn 4 hình nữa là hoàn thành nhá. Có sâu được mấy hình rồi? Mấy số rồi? 5 số rồi, số tiếp đi, có 5 hình nữa là hoàn thành nhá. Đúng hết số chưa? Chúng tôi kiểm tra nếu mà còn số là sẽ bị trừ điểm nhá. Tìm kỹ chưa? 20, bốc số 20. Nếu mà Minh hết số rồi thì được phép sâu chứ. Nhưng mà nếu mà tí chúng kiểm tra mà còn số là sẽ bị trừ điểm. Tìm đi, thỏ tìm đi. Đủ 10 hình chưa? Mình đủ 10 hình chưa? Đủ rồi, 10 hình thì sẽ phải dừng lại để nộp bài. Nha. Bao nhiêu hình rồi? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Ok, hoàn thành rồi thì để đây chú. Đây để đây, để lên bàn trước chiếc beji này. Đây để đây rồi. Minh hoàn thành rồi, Minh ra cái ngồi, về chỗ ngồi. Nộp bài. Ok, thế là bốc 17 hình hết rồi đúng không? Trong hộp hết rồi, hết thú rồi đúng không? Ok, thế lột bài đi, lột bài lên. Bốc ra, bài ở bốc để giữa. Xong chưa? Đủ 10 hình chưa? Lột bài, thỏ lên lột bài đi nào. Lột bài, xếp bài vào đây. Rồi, về chỗ. Rồi, nào, ba đứa về chỗ nào, Minh về chỗ. Bây giờ chú kiểm tra hộp của Minh nhá. Xem đúng hết số chưa nhá, là đưa hộp của mình đây. Ok. Thế còn số 1 này mình nhá. Còn mình sẽ bị trừ 1 điểm này. 2 này. Không để ngoài không được cho vào trong xây. Tháo cái này ra, tháo số 1 ra. 10. Mình tháo số 1 ra. Còn 12 á. Tháo vào đây để đây. Đây để chú xem. Để đây. Còn Minh hai số, quên hai số này. Còn số 8 nữa này. Tính ra là số của sơ tĩ này có chữ vậy. Đúng rồi, thì vừa nãy bạn Minh kêu là trong hộp hết số, thì bạn Minh đã chuyển sang sâu đủ chữ, nhưng mà chú thấy còn 3 chữ, thế bạn Minh sẽ bị trừ 3 điểm. Bạn Minh còn 7 điểm nhá. 7 điểm, về chỗ 7 điểm. Về chỗ 7 điểm đấy. À, bây giờ kiểm tra bài anh Bốp nào. Đầu tiên chú xem hộp của anh Bốp còn động vật không? Ok, hết nha, hộp của anh Bốp hết thảy động vật rồi. Thử đếm xem bao nhiêu hình nào. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17. 17 hình. Anh Bốp được 10 điểm. Nào, đến em thỏ nào. Em thỏ là sau 10 số đúng không? Chúng kiểm tra số nhá. Đó, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. Em thỏ đã sâu đủ 11 số, thừa 1 số. Vì em thỏ sâu đúng là toàn chữ số, nên em thỏ được 10 điểm luôn, chứ không cần tra hộp nữa. Nào, anh Bốp, anh Minh, cổ vũ chân thỏ, 10 điểm tuyệt đối. Yeah. Bốp cũng được 10 điểm. Nhưng em thỏ em sâu, em bé hơn, em sâu hoàn thành sớm. Nào, ba đứa vào vị trí nào. Nào, bạn đứng vào bằng trí nào. Ăn cơm mệt ở đây. Nào, Minh ngồi xuống nào. Nào, Minh trả bài nào, để bài đây rồi ngồi xuống nào. Một chút điểm bây giờ. Tổng kết, Bốp, Thỏ, hai người được 10 điểm. Em Minh sâu nhầm, trừ 3 điểm, còn 7 điểm. Bây giờ ấy, thì
Bốp và thỏ thắng với nhau bằng nhau thì sẽ đấu thêm một trận đấu nữa được không? Được. Nào, lần bây giờ này thì sẽ là anh sẽ phương tiện giao thông, còn thỏ sẽ làm chữ nhỉ? Ok chưa? Tại vì chữ nó nhiều hơn số. Nhưng bây giờ mà thi đấu thì rất mất thời gian, nên là chú sẽ nào, chú xem xét để xem ai xem thần thi nào để tranh nhau để giải nào. Hay để video tiếp theo đi nhỉ, video tiếp theo Bốp với Thỏ sẽ thi đấu với nhau. Ok. Là Bốp tổng kết nào, tổng kết trò chơi nào, có cần chú ý gì với các bạn nhỏ chơi không? Thì các bạn, nếu như các bạn nào muốn đến những món bộ đồ chơi thú vị như thế này thì các bạn hãy đến shop Bé Jean nha các bạn. Và video của mình đến đây là kết thúc rồi. Cảm ơn các bạn đã đập cái nút subscribe và like cho mình nha. Em Thỏ với bạn nào, Thỏ mình ngồi gần bánh bốc nào, cháu sẽ giả nào. Bạn nào muốn mình review được món đồ chơi mà bạn muốn thì các bạn hãy comment ở dưới nha. Nào, ba anh em chào, hết giả nào. Ok, cảm ơn luôn các bạn. Rồi, cảm ơn ba.